Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng 7 đạt 4 tỷ 290 triệu đô la Mỹ, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng đầu tiên trong năm có kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ và cũng là tháng có kim ngạch cao nhất trong vòng 3 năm qua. Lũy kế 7 tháng năm 2024, xuất khẩu dệt may đạt gần 24 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng dệt may chiếm kim ngạch cao nhất với hơn 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Tiếp theo đó là hàng sơ sợi dệt, nguyên phụ liệu dệt, may, da dày và giải mảnh kỹ thuật khác. Hiện Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng thị trường xuất khẩu chính ngành dệt may của Việt Nam vẫn là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù kết quả xuất khẩu dệt may của Việt Nam có khả quan, nhưng tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động sẽ tác động đến các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có ngành dệt may. Từ nay cho đến cuối năm là mùa cao điểm mua sắm, cùng với sự hỗ trợ thông tin của thương vụ Việt Nam ở thị trường nước ngoài, thì các doanh nghiệp cũng cần nỗ lực đưa ra nhiều sản phẩm mới về chất liệu, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác, để đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành là 44 tỷ đô la Mỹ năm nay.